cảm xúc như thế nào. Hôm nay thì Nam Cường cùng Việt My cũng rất đông đảo các anh chị em nghệ sĩ tụ hội về các sân khấu, và hôm nay thì hiện tại đang ở tại sân khấu Trống Đồng để cúng tổ nhân ngày dỗ tổ nghề sân khấu. Mỗi năm thì tụi Cường từ tụ hội về để giống như là mình báo cáo những gì mà mình đã làm được trong suốt một năm qua, cũng như là mong tổ nghiệp sẽ phù hộ độ trì cho nền nghệ thuật của Việt Nam, cũng như là cho mỗi cá nhân luôn luôn gặt hái được những thành công và sống được với nghề. Còn Việt My thì sao? Việt My thì lúc nào mà đi cúng tổ thì cũng chạc vào cảm xúc hết, bởi vì nó giống như là những năm đầu tiên mình vừa được đi cúng tổ vậy. Nó như là một cái ngày hội của nghệ sĩ nói chung, mọi người đều rất là háo hức, giống như là một cái ngày để tạ ơn tổ đã phù hộ cho cả nghệ sĩ hoạt động tích cực trong một năm vừa qua, cũng như là đón nhận những tình cảm của phía khán giả. Để được ăn cơm tổ dài dài. Và qua đó thì có một cái niềm vui là những nghệ sĩ hội tụ với nhau để kể cho nhau nghe về những kế hoạch của mình, và có thể là sẽ cùng hợp tác với nhau trong những dự án sắp tới, và cũng như là cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngành nghệ thuật. Xin chào chị Hiền Thục, chị có thể chia sẻ một chút suy nghĩ của mình về những cái ngày cúng tổ như thế này? Đối với Hiền Thục hôm nay là một ngày rất là may mắn, tại vì vừa mới đi lưu diễn một đợt ở châu Âu về, cứ tưởng là mình về không có kịp, nhưng mà ngày hôm qua đã đáp máy bay để về đây lại tổ. Giống như là mọi năm thì tất cả mọi anh chị em ăn cơm tổ nghề tổ nghiệp đều đến sân khấu Trống Đồng, là sân khấu rất là lớn, để mà lại tổ một lần thì Hiền Thục cũng không có ngoại lệ. Đầu tiên là phải cảm ơn tổ nghề tổ nghiệp đã phù hộ cho mình một năm qua rất là bình an, thành công và suôn sẻ. Đó, ngày hôm nay đi cúng tổ thì Đoan cảm thấy như thế nào? Xin chào các bạn. Thì cũng như mọi năm thôi, đây là sân khấu Trống Đồng, là cái sân khấu chính của Đoan. Thì trong một năm thì đây là cái môi trường cũng như là cái nơi mà Đoan hoạt động nhiều nhất. Thì cứ đến mỗi ngày cúng tổ thì Đoan, không chỉ riêng Đoan đâu mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác cũng rất là nôn nao, cũng rất là háo hức. Bởi vì đây không chỉ là một cái ngày mà chúng ta, những người nghệ sĩ trong giới, trong ngành nhớ về tổ nghiệp của mình, tri ân tổ nghiệp của mình. Trong một năm qua tổ nghiệp thương tất cả anh chị em nghệ sĩ, cho anh chị em nghệ sĩ những chén cơm tổ nghiệp, hay là những show diễn, hay là những cái dự định thành công. Thì còn là một cái dịp để mà anh chị em nghệ sĩ hội tụ, gặp gỡ nhau, nói chuyện, bàn tán, rồi lại hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau. Thì giống như đây là một cái dịp, nói nôm na Đoan cứ tưởng tượng là một cái dịp Tết của anh chị em nghệ sĩ vậy đó. Cho nên là vui lắm. Xin chào Phan Ngọc Luân, không biết là mình đang xách cái gì đây ạ? Đây là cái phần lọc tổ mà Luân vừa mới lấy lại được trong cái buổi cúng tổ ngày hôm nay tại sân khấu Trống Đồng. Đây cũng là một cái dịp mà anh chị em nghệ sĩ của Luân, tất cả mọi người tụ họp lại một ngày và tưởng nhớ đến cái tâm vị thánh tổ, và để cầu chúc cho mình một cái sự may mắn và thành công. Xin chào anh Huy Kiến, ngày hôm nay đi cúng tổ thì cảm thấy như thế nào ạ? Thực sự hôm nay là một ngày rất là vui, và mỗi năm đều đến những ngày như vậy thì anh em nghệ sĩ đều tụ họp lại tất cả cái sân khấu mà nơi mình biểu diễn để trước mặt tổ, để khấn nguyện cầu xin tổ ban lộc, cũng như là cho anh em nghệ sĩ được nhiều show và sức khỏe. Thì nói nôm na thì cái ngày hôm nay giống như là một ngày Tết của người nghệ sĩ, của những người anh em nghệ sĩ. Thì cảm xúc lúc nào cũng được tụ họp về, mọi người đều vui vẻ và cùng nhau mà xung vầy bên nhau. Đó là một cái điều rất là thiêng liêng đối với là cái ngành nghề.